và thưa quý vị, cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới năm 2016 đêm chung kết ngày hôm nay xin được chính thức bắt đầu. Yeah.
my heart is crying in the night for you. Oh,
wrist, take my hand, hold the knife, and your feelings be right. Hold me tight, thế giới 2016 được tổ chức tại Las Vegas. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng khi quý vị đến Las Vegas, quý vị có thể tìm thấy rất nhiều những nền văn hóa tại nơi đây để mà thu hút khách du lịch. Họ đã tạo nên những sòng bài có nền văn hóa của Ai Cập cổ đại, của La Mã cổ đại, của Hy Lạp cổ đại, nền văn hóa của Pháp, nền văn hóa của Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng, nhìn ngắm và thưởng thức nền văn hóa của dân tộc Việt Nam tại Đại Hí Viện của Sân Bay Venetian trong chương trình Cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới năm 2016. Quý vị, trung tâm MC Entertainment hàng năm lần lượt tổ chức những chương trình Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới nhằm mục đích tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt Nam cũng như bảo tồn văn hóa của người Việt chúng ta tại hải ngoại. Và qua những chương trình này thì chúng tôi muốn đem lại nền văn hóa Việt Nam gần hơn cho những thế hệ trẻ đã sinh trưởng và lớn lên tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị vừa theo dõi và thưởng thức phần trình diễn mở màn của Hanson và Ryan với vũ đoàn MC Entertainment cùng với 16 thí sinh, 16 người sẽ tham dự cuộc tranh tài buổi tối hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị một tràng pháo tay thật to cho tất cả các performers và dancer. Và bây giờ các bạn xin mời tất cả hãy vào trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Hết rồi.